Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên sang hàng Ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngay trung tâm của thành phố Bà Rịa quý anh chị. Một cái vị trí phải nói là cực kỳ sầm uất ha. Tại vì hôm nay em quay vào giờ thấp điểm nha anh chị. Đúng giờ cao điểm là cực kỳ sầm uất luôn ha. Tại vì bây giờ cũng đã là gần 10 giờ rồi ha. Vị trí này nè, nếu mà khoảng tầm 7 giờ 8 giờ là cực kỳ sầm uất luôn ha. Hoặc là buổi chiều anh chị, tại vì vị trí em di chuyển ra ngay cổng chào Bà Rịa anh chị, ngay bên kênh Long Hương, thì đâu đó khoảng tầm là 3 đến 400 mét thôi. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem ha. Thì hôm nay gia chủ có gửi cho em một căn nhà, hiện tại là đang cho thuê kinh doanh quán cà phê ha. Căn nhà của mình là một trệt, một lầu anh chị. Một cái vị trí ngay ngã ba ngã tư luôn anh chị ha. Hiện tại là gia chủ đang kinh doanh cà phê này, rồi bán bò kho đây nha anh chị. Nhưng mà gia chủ hiện tại cũng đang rất là kẹt ha, đang vay ngân hàng và cũng lớn tuổi rồi. Cô chú nói là mong muốn đi về tìm một cái căn nhà vườn để yên tĩnh để nghỉ dưỡng ha. Không mong muốn là kinh doanh, không mong muốn ở những cái nơi sầm uất như thế này, mà bán cả cái cơ ngơi quán cà phê này, rồi có nhà. Đây nha anh chị, đang kinh doanh ha. Thì tổng diện tích căn nhà của mình là 211 m², bám mặt tiền đường nhựa đây anh chị, bám mặt tiền đường nhựa từ cái mí ha, qua bên đây, qua ngay cái chậu lan này anh chị ha, là 15 m², sâu vào trong là 16 m². Nhà của mình là quay về hướng đông bắc, chủ đã lên 101 m² thổ cư rồi. Đường nhựa, vỉa hè cực kỳ đẹp, đường nhựa thêm vàng luôn ha. Đường này đâu đó khoảng tầm là 16 m, vỉa hè 5 m nữa quý anh chị, là đâu đó khoảng tầm gần 30 m ha. Thì thu nhập hiện tại trong quán của mình là một tháng bình quân khoảng tầm là 20 triệu. Trước khi vào cái sản phẩm em xin giới thiệu sơ vị trí ở đây để anh chị nắm được ha. Thì hướng này phía trước mình là ngay ngã tư Trần Xuân Soạn đây nha anh chị. Mình rẽ trái khoảng tầm vài chục mét là ra ngay đường Cách Mạng Tháng 8 đây anh chị. Đường đôi luôn ha. Cách Mạng Tháng 8 mình rẽ trái lên khoảng tầm 300 mét nữa là ngay cổng chào Bà Rịa này, ngay bên cạnh Long Hương ha. Để em quay ra cho quý chị xem. Ở đây thì taxi rất là nhiều luôn. Mình bán quán cà phê đây là khá là hợp lý luôn anh chị. Một cái vị trí cực kỳ đẹp mà gia chủ bán cũng rất là tiếc luôn nha. Nhưng mà cũng vì lý do là đang vay ngân hàng và mong muốn ra nhanh để em bớt gánh nặng ngân hàng ha. Đứng đây là nhìn thấy đường Cách Mạng Tháng 8 rồi anh chị. Đây ha. Thì đường Cách Mạng Tháng 8 này rẽ phải là đi vào trung tâm của thành phố Bà Rịa anh chị. Đi vào một cửa, đi vào trung tâm hành chính huyện, đi vào ngân hàng ha. Mình là gần trường học ủy ban luôn nha anh chị. Còn nếu mình để trái khoảng tầm 300 mét là ngay cổng chào Bà Rịa, bánh canh Long Hương, ra quốc lộ 51 anh chị ha. Còn đây là cơ quan, mình là bên hông cơ quan. Còn đây là quốc lộ 51 anh chị. Đó, xe Hoa Mai Toàn Thắng đi ngang qua vị trí của mình luôn. Quốc lộ 51 đây ha. Thì đường quốc lộ 51 này là đường huyết mạch, đường quốc lộ 51 này là đường huyết mạch nha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đi ngang qua vị trí của mình là đi ngang qua cổng chào Bà Rịa và đi đi về thành phố Vũng Tàu, đi về biển Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc là đi ngang qua quốc lộ 51 này anh chị. Từ quốc lộ 51 này mình rẽ vào quán cà phê của mình thì đâu đó khoảng tầm là hơn 200 mét thôi. Rẽ vào đây 250 mét nha. Từ vị trí em đứng khoảng tầm 200 mét này, đi vào đây 50 mét nữa là 250 mét. Còn khu bên kia là khu biệt thự nhà liền kề nha. Đối diện mình là Gator City nha. Một cái vị trí ngay trung tâm. Thì gia chủ hiện tại đang kêu giá là 12 tỷ. Giá còn bớt nha. Anh chị quan tâm thì làm việc trực tiếp với chủ luôn. Bây giờ em sẽ đi sâu vào căn nhà một trệt một lầu cho anh chị xem ha. Và căn nhà của mình là có số nhà là 36 Vũ Trọng Phụng anh chị. Một cái số nhà thật sự là nếu mà đi mua là không có anh chị. Thật sự là ví dụ như số xe nè, số điện thoại nè, hoặc là số ngân hàng
số tài khoản ngân hàng thì mình có thể mua được, nhưng mà riêng số nhà là không mua được ha. À, một cái con số khá là đẹp luôn. À, bây giờ em sẽ đi sâu vào căn nhà cho anh chị xem. Đây, số nhà là 36 Vũ Trọng Phụng này. À, 36 Vũ Trọng Phụng. À, quán cà phê đây ha. Đây anh chị, à, phía trước mình là từ đây, từ cái hàng ý kiến này ha. Em xin nói lại là bán mặt tiền là tới ngay chậu lan đây là 15,5 m nè. Tới đây ha, tới đây. À, còn hành lang phía trước này là mình sử dụng bán cà phê được nha anh chị. Tại vì kế bên căn nhà của mình là có một lô đất trống là của nhà nước nha. À, không có ai sử dụng, không ai được sử dụng nha. Nên phía trước nữa mình có thể buôn bán phía trước xăng khá là ok luôn anh chị. Và đây là không gian ở trong nhà. Tại vì giờ này là giờ thấp điểm anh chị. Đây nè, 9 giờ 49 phút nè, giờ thấp điểm nên là cũng khá là vắng khách nha. Nếu mà giờ cao điểm buổi sáng là cực kỳ đông, hoặc là buổi chiều khá là đông luôn. Thì giá 12 tỷ này là chủ chỉ bán nhà thôi, và bán những cái gì mà dính trên tường, ví dụ như máy lạnh, tủ kệ đồ thôi anh chị. Nhưng mà còn lại những cái quầy bán cà phê này, những cái thiết bị bàn ghế đồ này kia thì chủ sẽ có một cái gói khuyến mãi riêng nha. Thì anh chị sẽ làm việc trực tiếp nếu mà anh chị mong muốn để lại để mình kinh doanh tiếp tục. Tiếp tục kinh doanh thì chủ sẽ có một cái gói rẻ cho anh chị ha. Và đây là công quán cà phê của mình. Và đây là không gian phía sau ha. Đây. Mình từ cái mấy rào này chạy xuống đây. Xuống đây ha. Và phía sau. Là phía sau này. Máy lạnh rồi các thứ là chủ để lại nhanh chị. Thì phía sau quán cà phê của mình là có một cái căn nhà cấp 4 này nha anh chị. Đây mình tới đây chạy thẳng vào, sâu vào trong là 16,5 m nha. Thì em cũng xin nói luôn là lô đất của mình là hiện tại là nó có hình nó hơi xéo xéo nha anh chị. Phía sau mình là còn là 6 m, 6 m ha. Nói chung là vị trí kinh doanh buôn bán theo em nghĩ là tốt, hậu nó không là một vấn đề gì hết nha. Tại vì đất của mình là phủ hồng, toàn bộ đất ở đô thị này. Đó, trong này là có một căn nhà cấp 4 này. Bây giờ em sẽ đi vào căn nhà cấp 4 cho anh chị xem nha. Còn phía trước này là quán cà phê này, có bếp núc các thứ đầy đủ công năng cho anh chị về đây sử dụng nha. Để em quay sơ phía sau cho anh chị xem này. Đây là phòng bếp này. Đó. Này máy hút này. Rồi nói chung là kệ này là chủ để lại nha anh chị. Máy hút khói này, bếp núc các thứ này, chủ để lại. Và đây là cầu thang đi lên lầu. Có quầy bar, quầy bar bên này ha. Và đây là không gian căn nhà cấp 4 của mình. Thì cái căn nhà phía sau này nó cũng đầy đủ công năng cho anh chị ở đây ha, không cần phải đi ra ngoài. Tại vì đây nè, bếp, nút, kệ trên, kệ dưới, máy giặt đồ các thứ nói chung là cũng đầy đủ ha. Tại vì nhà chú đây cũng gia đình cũng khá là nhiều người ha, nên là cô chú cũng sắm đầy đủ tivi đồ các thứ đây. Máy lạnh, tủ kệ, đầy đủ sinh hoạt đây ha. Là đây là căn nhà phía sau của mình nha anh chị. Nói chung là mình mua một mẹ mà được con luôn nha anh chị. Rồi là em đã đi bao quanh tầng trệt ở dưới ha. Bây giờ em sẽ xin phép lên lầu. Đây mình đi lên lầu nè ha. Nói chung nhà cô chú này rất là kỹ tính nha anh chị. Rất là đẹp luôn và rất là sạch sẽ luôn nha anh chị. Nhà còn rất là mới tinh luôn, nhà rất là đẹp luôn, rất là kỹ nha. Tại vì sàn này là chủ đúc tấm luôn nha anh chị, đổ bê tông luôn nha, chứ không phải là sàn giả nha.
nhưng mà chủ thiết kế sàn này giống như sàn gỗ để cho nó mát anh chị. Nhà rất là đẹp luôn. Thì mình vừa di chuyển lên lầu là bắt mắt mình là có một cái phòng thờ bên này, phía bên tay phải mình có một phòng thờ này. Đó. Còn phía trên là có hai phòng ngủ và toilet ở trong luôn nha anh chị. Và đây là phòng thờ này. Đó, đây là phòng thờ ha. Phòng thờ cũng khá là rộng với chị, khoảng tầm là hơn 20 m². Đây là không gian ban công. Thì anh chị có thể là về thiết kế quán cà phê trên này nè, làm bàn ghế trên này cũng khá là ok nha. Tại vì gia chủ là vừa ở vừa kinh doanh nên là không có làm trên này. Nhưng mà theo em nghĩ mình có thể làm bàn ghế, thiết kế phòng trên này, làm quán cà phê khá là tuyệt vời luôn. Đối diện căn nhà của mình là có một cái nhà gỗ kinh doanh quán bên này hay sao anh chị? Em thấy rất là đẹp luôn nha. Phía trước ban công của mình, một cái vị trí cực kỳ đẹp luôn. Còn phía bên không gian bên này nữa anh chị. Đây, rất là rộng luôn nha. Wow. Thì lúc trước là gia chủ có tính làm con đường này. Đây, con đường để khách hàng đi lên đây uống cà phê này. Nhưng mà tại vì nhà khá là đông này nên là không có bán cà phê trên này. Chỉ dành không gian riêng để mình ở thôi nha. Anh chị về đây đó có thể thiết kế quán cà phê trên này khá là ok luôn. Trên này là có 3 phòng, 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ ha. Và đây là phòng ngủ nè. Đây anh chị, phòng rất là sáng nha. Rất là đẹp luôn anh chị. Có toilet, phòng tắm luôn ha. Để em quay vào cho anh chị xem. Tại vì thực sự là căn nhà này là chủ ở đây nè, nên là anh chị thấy rất là ngăn nắp và sạch sẽ luôn nha. Nhà mình có thể thiết kế làm nhà nghỉ, khách sạn cũng khá là ok. Tại vì em thấy rất là nhiều phòng luôn anh chị. Lúc trước là gia chủ có kinh doanh bán quần áo online, nên là phía trước này là rất là bộn bề lên anh chị. Đây, phòng này gọi là phòng khách nha, nhưng mà chủ chứa để đồ ha. Cũng đang làm luôn ha. Đây, có máy lạnh đầy đủ luôn nha anh chị, máy quạt này. Và đây là phòng ngủ thứ hai. Đây, hồi nãy em đi lên đây là em vào phòng thờ trước nha. Bây giờ là em vào phòng ngủ thứ nhất rồi, phòng ngủ thứ hai này. Khá là đẹp luôn. Tủ kệ tivi và có toilet nha. Đây. Wow. Hai phòng này, phòng trên có toilet đầy đủ nè. Phòng tắm trong này nha. Đó, có một cái phòng tắm trong này anh chị. Và có một cái cửa này để di chuyển ra cái bếp phía sau ha. Nhưng mà em không có đi đường này, để em đi vòng cho anh chị xem. Nhà rất là sáng quá anh chị. Rất là sáng mà còn rất là mới luôn nha. Hồi nãy là mình đi lên lầu nè. Xong mình rẽ phải vào đây. Là lúc anh chị có thể làm cái bàn ăn ở đây không được. Tại vì gia chủ ở dưới bán cà phê nên là trên để đồ hơi bừa bộn một chút xíu. Thì mình có thể là sắp xếp và set up lại ha. Đây thì mình có một cái toilet ở ngoài đây. Mình có thể là đi vào đây ha. Của sử dụng chung với cái phòng bên kia. Còn đây là bếp này. Tính ra mình có 3 bếp ha. Một căn nhà mà được 3 bếp. Kề trên, kề dưới, máy hút khói đầy đủ luôn. Đây là cái view phía sau của mình. Đây, wow, khá là mát luôn anh chị. Thì phía bên kia là cơ quan trung tâm văn hóa bên kia nha anh chị. Còn phía sau của mình đây, phía sau của mình đây là chung cư, chung cư nhà máy của bên này ha. Đứng đây là mình xa xa mình nhìn thấy là quốc lộ 51 luôn nha anh chị. Khá là mát luôn. Đây. Đó, phía sau của mình ha. Vị trí của mình là trung tâm nên là kinh doanh buôn bán thì khỏi phải bàn rồi, cực kỳ sầm uất luôn anh chị.
Đây là cái quầy bar ha, quầy bar quán cà phê. Và em đã quay toàn bộ căn nhà quán cà phê cho anh chị mình tham khảo rồi. Thì anh chị nào mà cảm thấy hợp và phù hợp với mình để kinh doanh buôn bán, hoặc là mình tìm vị trí kinh doanh để mình mở phòng mạch này, phòng khám đa khoa, trung tâm ngoại ngữ này, mở phòng gym, hoặc là kinh doanh mặt hàng khác mà nằm ngay trung tâm, thì inbox liền cho em ha. Hiện tại là chủ đang ở đây luôn, nên anh chị có thể quan tâm và làm việc trực tiếp với chủ nhà. Hiện tại gia chủ đang kêu giá 12 tỷ, có thu nhập hàng tháng là 20 triệu ha. Bây giờ em sẽ quay từ vị trí của mình di chuyển thẳng ra cổng chào Bà Rịa cho anh chị xem ha. Và đây là quán cà phê của mình quý anh chị. Mình là, em xin nói lại là mặt tiền đường Vũ Trọng Phụng ha. Số nhà là 36. Cách một lô đất góc hai mặt tiền là tới ngay ngã tư Trần Xuân Soạn luôn anh chị. Em xin nói lại là mình rẽ phải khoảng tầm 200m là ra quốc lộ 51 ha. Ra ngay bến xe Bà Rịa luôn anh chị. Còn mình rẽ trái ra đây là ra ngay cách mạng tháng 8 ha. Mình sát ủy ban này, khu phố, rồi công an phường Long Hương luôn anh chị. Nên là rất là an ninh nha anh chị. Hiện tại đang là giờ thấp điểm, nhưng mà phía trước đường cách mạng tháng 8 đây xe qua lại cũng khá là đông luôn ha. Tại vì mình là ngay trung tâm của phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Thì đường cách mạng tháng 8 này mình đi rẽ phải là đi về mộ cửa này, đi về trung tâm hành chính tỉnh. Và cũng là hướng đi về biển ha. Đầu đường đi vào có Nguyễn Kim nha anh chị. Mình rẽ vào đây, khoảng tầm là 100m là đến ha. Còn mình rẽ trái lên đây là mình lên ngay cổng chào Bà Rịa anh chị, lên ngay bến canh Long Hương này. Từ vị trí này lên bến canh thì đâu đó khoảng tầm là chưa tới 300m ha. Ở đây thì kinh doanh mọi mặt hàng anh chị. Tọa lạc ngay phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Em xin nói lại tổng diện tích căn nhà của mình là 211m², chủ đã lên là 101m thổ cư ha. Nhà của mình là quay về hướng đông bắc, ngang là 15m₅ ha, sâu vào trong là 16m₅, phía sau mình là tốp hậu còn 6m nha anh chị. Nhưng mà vị trí của mình là kinh doanh buôn bán nên là anh chị an tâm ha. Đất của mình thì phủ hầm toàn bộ đất ở đô thị rồi. Gia chủ cũng khá là lớn tuổi rồi và đang kẹt ngân hàng và mong muốn bán nhanh để đỡ phải trả lãi ngân hàng anh chị. Và hiện tại là đang có thu nhập là khoảng 20 triệu một tháng nha. Nên là anh chị mua về là có thu nhập luôn. Và đây là cổng chào Bà Rịa anh chị, thành phố Bà Rịa này. Phía bên tay phải anh chị là bánh canh Long Hương. Và phía trước mình là quốc lộ 51. Bây giờ em sẽ đi một vòng về quốc lộ 51 đi về bến xe ha, để cho anh chị xem cái hướng đi vào căn nhà của mình. Mình là đi đường nào cũng được anh chị. Đi quốc lộ 51 rẽ trái vào cũng được, hoặc là mình đi vào cổng chào Bà Rịa vào cũng được luôn ha. Đường quốc lộ 51 này là xe Hoa Mai Toàn Thắng, xe khách là đi về biển thành phố Vũng Tàu, đi về Bà Rịa, đi về biển Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Lộc An là đi ngang qua quốc lộ 51 này luôn nha anh chị. Vị trí của mình là di chuyển về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm 85 km, và di chuyển về trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng tầm là 16 km ha. Đi về biển Long Hải thì gần hơn, đi khoảng tầm là 10 km thôi, 10 hoặc là 12 km là đến biển Long Hải rồi. Còn di chuyển về Lộc An hoặc về Hồ Tràm Casino Navilen thì đâu đó khoảng tầm là 25 đến 30 km nha anh chị. Đi khoảng tầm là 35 phút đi xe là đến rồi. Và phía bên tay phải quý anh chị là khu dự án Gator City ha. Khu dự án này là chưa ra sổ luôn nha anh chị, nhưng mà cũng giá cũng khá là cao ha. Phía bên tay phải này, khu này khu dự án đó. Khu này thì một lô đất nó đâu đó khoảng tầm là 2 tỷ 3 đến 2 tỷ 4 nha. Đây, đó, đứng đây là mình nhìn thấy đường Trần Xuân Soạn anh chị. Đó, Trần Xuân Soạn đó mình rẽ trái là vào quán cà phê của mình ha. Rất là gần, 200m là tới sản phẩm của mình rồi. Sát với quốc lộ 51 luôn, một cái vị trí nằm ngay trung tâm, đường thông tứ hướng ha, thuộc phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho anh chị xem. Mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay nha anh chị. Hiện tại sổ mình đang trong ngân hàng ha, và đây là sơ đồ vị trí này.
tổng diện tích của mình là 211 mét vuông, 101 mét thổ cư ha. Địa chỉ là phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tờ bản đồ 58 thửa 17. Đây chị, đường Vũ Trọng Phụng, ngang 15 mét rưỡi, sâu là 16 mét rưỡi. Mình là tốp hậu, phía sau còn 6 mét ha. Thì cái lô đất phía bên hông này là chủ nói là của nhà nước này. Nhà nước đang kêu bán luôn nhưng mà chủ nhà không còn tiền, nên là anh chị nào nếu mua luôn thì gộp lại rất là vuông đẹp luôn anh chị ha. Đất của mình là Phủ Hồng, toàn bộ đất ở đô thị nha quý anh chị. Có một cái cục phía sau này nữa ha. Mặt tiền đường Vũ Trọng Phụng này. Ở đây thì khu dân cư kính rồi anh chị. Một vị trí phải nói là cực kỳ sầm uất luôn nha. Và đây là quán cà phê của mình. Phía bên này là đường Cách mạng tháng 8, còn phía bên này là đường quốc lộ 51 này. Đường này là đường Trần Xuân Soạn. Còn mình là mặt tiền đường Vũ Trọng Phụng ha. Lên đây là bến kênh Long Hương, cũng chào Bà Rịa. Và đây là bến xe Bà Rịa này. Bến xe Bà Rịa, Cốt Mát rồi các thứ đây. Nằm ngay trung tâm luôn ha. Còn phía bên này là nhà tròn. Một cửa đây luôn. Đấy, một vị trí nằm ngay trung tâm của phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Anh chị quan tâm thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.